Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 2 tháng 3. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Cù Quốc Thắng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh kể từ ngày 1 tháng 3. Sáng ngày 2 tháng 3, tại thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tới dự lễ công bố quyết định có bà Trịnh Thị Minh Thanh và Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ thì thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Cù Quốc Thắng, 41 tuổi, quê quán ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, trưởng Công an thành phố Cẩm Phả, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 1 tháng 3. Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định sau khi được bổ nhiệm kiện toàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ đoàn kết tham mưu thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với các lực lượng công an làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của mình. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quyết tâm đấu hoàn toàn tốt nhiệm vụ của Đảng ủy, Công an Trung ương, Bộ Công an và tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân giao phó. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Công an Trung ương, Bộ Công an, Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm để ông được vinh dự đón nhận nhiệm vụ mới. Ông Thắng hứa sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết cùng với các tập thể đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ được bàn giao. Và đó là thông tin ngày 2 tháng 3. Nếu anh em thấy hay, đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ở đăng ký và chuông. Tạm biệt.